Nguyễn Hoàng tức Nguyễn Thái Tổ, sinh năm 1525, mất năm 1613, là vị chúa Nguyễn đầu tiên đặt nền móng cho vương triều Nguyễn. Nguyễn Hoàng người Gia Miêu, Tống Sơn, Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ông là con trai thứ của Nguyễn Kim, trọng thân của triều đình nhà Hậu Lê. Khi nhà Mạc lấy ngôi từ nhà Lê, Nguyễn Kim đem con em lánh sang A Lao, thu nạp hào kiệt, tính cuộc trung hưng nhà Lê. Năm 1540, Nguyễn Kim đem quân về chiếm Nghệ An. Năm 1542, ra Thanh Hóa cùng vua Lê chiếm lại Tây Đô. Sự nghiệp trung hưng nhà Lê do tay Nguyễn Kim tạo dựng buổi đầu đang lớn mạnh. Năm 1545, Nguyễn Kim rơi vào tay nhà Mạc, bị hàng tướng triều Mạc là Dương Chấp Nhất đầu độc chết, thọ 78 tuổi. Quyền hành từ đó rơi vào tay con rể là Trịnh Kiểm. Khi Nguyễn Kim chạy sang A Lao thì Nguyễn Hoàng mới lên 2 tuổi, được thái phó Nguyễn Ư Sĩ nuôi dạy lên người. Lớn lên, Hoàng làm quan cho triều Lê, do có công đánh Mạc Phúc Hải, được vua Lê phong tước Đoan Quận Công. Trịnh Kiểm là anh rể, muốn thâu tóm quyền hành nên lại bỏ uy thế các con Nguyễn Kim nên đã giết con trai cả của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông. Nguyễn Hoàng đang bị ghen ghét, Nguyễn Hoàng đem chuyện này bàn với cha đỡ đầu là Nguyễn Ư Dĩ và được ông khuyên cáo bệnh về nghỉ ở chốn Thuận Hóa hiểm trở, kiên cố. Để tránh sự nghi ngờ của Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng đã nhờ chị là Ngọc Bảo, vợ của Trịnh Kiểm, xin vào trấn thủ Thuận Hóa. Nguyễn Hoàng đã cho người đến hỏi Nguyễn Bình Khiêm và nhận được câu ẩn ý Hoành Sơn nhất đái khả dĩ dung thân, nghĩa là một giải Hoành Sơn có thể dung thân được. Đất Thuận Hóa xa xôi, hiểm nghèo, hơn nữa, nếu Nguyễn Hoàng vào đó, Trịnh Kiểm có thể tập trung tiêu diệt nhà Mạc, thu phục kinh đô, dựng cơ đồ nhà Trịnh. Vì vậy, Trịnh Kiểm đã dâng biểu xin vua bổ nhiệm Nguyễn Hoàng vào đó trấn thủ. Tháng 11 năm 1558, Nguyễn Hoàng được lệnh vào trấn thủ Thuận Hóa với một quyền hạn rộng lớn và mọi việc ở địa phương không kể to nhỏ đều cho tùy tiện xử lý. Ở Thuận Hóa, nhờ khéo vỗ về quân dân, thu dùng hào kiệt, siêu thuế nhẹ nhàng, được người người mến phục, gọi là chú tiên. Ông chú trọng khai hoang lập ấp, phát triển kinh tế, nhờ vậy kinh tế đàng trong phát triển, nhân dân no ấm. Năm 1569, khi ra chầu vua Lê, Nguyễn Hoàng được giao trấn thủ luôn vùng đất Quảng Nam, ảnh hưởng chính trị của ông lan rộng tới Đồng Xuân, Tuy Hòa. Năm 1593, Nguyễn Hoàng đem quân ra Đông Đô yết kiến vua Lê. Lần ra Bắc này ông đã giúp Trịnh Tùng đánh dẹp dư đảng họ Mạc. Trong suốt 8 năm, vì lập được nhiều chiến công nên ông lại bị Trịnh Tùng lo ngại, có ý hãm hại, không cho ông về lại Thuận Hóa mà kiếm cơ giữ lại kinh thành. Năm 1600, một lần nữa Nguyễn Hoàng lấy cớ đi dẹp loạn rong buồm chạy thẳng ra khơi, để con trai thứ 5 và cháu làm con tin, còn ông một mình vào Thuận Hóa tìm đường sống. Từ đó ông vượt đèo Hải Vân vào Quảng Nam, xây trấn dinh ở Cần Húc, Duy Xuyên, cử con trai thứ 6 vào trấn Nhậm. Quảng Nam là nơi đất tốt, dân đông, sản vật giàu có. Từ đây Nguyễn Hoàng xây dựng một giang sơn riêng cho họ Nguyễn, tổ chức hành chính, mở rộng đất xuống phía Nam. Một loạt chùa chiền, thờ Phật được xây dựng như Thiên Mụ, Bảo Châu. Năm 1613, Nguyễn Hoàng mạch nặng, triệu Nguyễn Phúc Nguyên là con trai thứ 6 vào dặn, làm con phải hiếu, làm tôi phải trung, anh em trước hết phải thân yêu nhau. Con phải giữ được lời dặn đó thì ta không ân hận gì. Chú lại nói, đất Thuận Quảng phía Bắc có núi ngang, Hoành Sơn và sông danh hiểm trở phía Nam ở núi Hải Vân và núi Đá Bia, Thạch Bi Sơn, vững bể. Núi sẵn vàng sắt, biển có cá muối, thật là đất dụng võ của người anh hùng. Nếu biết dạy dân luyện binh chống chọi với Trịnh thì đủ xây dựng cơ nghiệp muôn đời. Nguyễn Hoàng mất, thọ 89 tuổi. Sau này vua Gia Long truy tôn cho Nguyễn Hoàng miếu hiệu là Thái Tổ Gia Dụ Hoàng đế.